Chàng trai này từ lúc sinh ra đã được Chúa ban cho một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, bàn tay của anh lúc nào cũng có lửa cháy sáng rực, anh luôn mang trong mình sứ mệnh tiêu diệt lũ quỷ, nhưng một biến cố lớn đã xảy đến với anh, cha của anh bị bọn chúng sát hại trong một lần đang làm nhiệm vụ, từ đó ngọn lửa căm thù trong anh lại càng sôi sục, liệu cuối cùng anh có thể tiêu diệt được hết bọn quỷ, báo thù cho cha của mình và hoàn thành được sứ mệnh mà Thượng Đế giao cho anh? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu bộ phim với mình nha. Yong-hu mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ, cậu sống với bố là một cảnh sát giao thông, cả gia đình đều là những người công giáo sùng đạo, mỗi tuần đều dành thời gian đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Hôm nay bố của cậu phải trực ca đêm, Yong-hu mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt cha của mình, nhưng cậu không biết rằng đó chính là lời chào vĩnh biệt. Người bố trong khi làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn đã phát hiện ra một chiếc xe đáng nghi, biểu hiện của tài xế cũng vô cùng đáng ngờ. Chiếc nhẫn đen trên ngón tay anh ta lóe lên ánh đỏ dị thường, trong mắt cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Ngoài ra còn có thể nhìn thấy những vảy mờ xuất hiện trên khuôn mặt. Bất ngờ hắn ta đột nhiên đạp ga lao vọt đi, người cha đang bám vào cánh cửa xe cũng bị kéo lê dọc đường. Cô gái lộ ra nụ cười của một con quỷ. Cuối cùng người cha kiệt sức lại thêm bị tài xế tác động vật lý, anh đã ngã rạp xuống đường, bị xe ô tô cán qua người trọng thương. Yong-hu và bà nội sau khi nhận được tin đã lập tức chạy đến bệnh viện, nhìn người cha chẳng chịt vết thương nằm hôn mê trên giường bệnh, Yong-hu không biết phải làm thế nào. Cậu hy vọng cha có thể vượt qua cửa ải này, sớm ngày hồi phục. Vậy là cậu đã một thân một mình chạy đến nhà thờ mà cha cậu hay ghé đến để cầu nguyện, hy vọng Chúa có thể cứu lấy cha của cậu. Vị linh mục nói với cậu rằng chỉ cần thành tâm cầu nguyện, chắc chắn Chúa sẽ nghe thấy. Tuy nhiên lời cầu nguyện thành tâm của cậu bé dường như không có tác dụng gì. Ngay trong đêm, cha của cậu cuối cùng cũng ngừng thở, rời bỏ cậu mà đi. Yong-hu gặp được cha của cậu trong giấc mơ, cha đã dặn dò cậu nhất định phải nghe lời bà nội, học giỏi hay không cũng không quan trọng, sau này nhất định phải làm một người tốt, gặp người khó khăn phải biết giúp đỡ họ, cha của cậu sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cậu, đồng thời còn trao lại cho cậu chiếc nhẫn của mình. Trong tang lễ, đối diện với vị linh mục đến chia buồn cùng gia đình, Yong-hu tức giận ném chiếc thánh giá vào người vị linh mục. Cậu bé đã đem cái chết của cha mình đổ hết lên đầu linh mục, đổ lỗi cho Chúa trời, lớn tiếng mắng nhiếc linh mục là một kẻ nói dối. Thời gian thấm thoát 20 năm đã trôi qua, Yong-hu đã trở thành nhà vô địch hạng nặng kickboxing thế giới. Lần này trên võ đài anh đã nhìn thấy hình xăm thánh giá công giáo trên lưng của đối thủ. Cậu ta lại một lần nữa nhớ đến cái chết của cha mình và trong đầu lại văng vẳng tiếng ai đó đang nhắc anh báo thù. Ngay lập tức Yong-hu dũng mãnh lao vào và hạ gục đối thủ chỉ với vài nắm đấm. Nếu không phải trọng tài đã ngăn anh lại, có lẽ đối thủ đã đăng xuất ngay tại chỗ. Trên máy bay trở về nước, Yong-hu lại một lần nữa mơ thấy cha của mình. Người cha đã dẫn anh đến trước bức ảnh của chính mình, bên trên còn đặt một chiếc thánh giá. Từ khi cha Yong-hu qua đời, anh đối với Thiên Chúa giáo chỉ còn lại nỗi thù hận. Lúc này trong đầu anh lại nghe thấy tiếng thúc giục đó một lần nữa. Yong-hu xông đến giật lấy chiếc thánh giá định ném vỡ nó, nhưng không ngờ nó như mọc rễ trên tay anh và một ngọn lửa rực cháy bốc lên, đồng thời một đám năng lượng màu đen bị đẩy ra khỏi cơ thể của anh. Cơn đau dữ dội khiến Yong-hu đột ngột tỉnh dậy. Điều kỳ lạ là bàn tay bị bỏng trong giấc mơ trên thực tế cũng đang không ngừng chảy máu. Sau khi về nước làm kiểm tra, bác sĩ nói rằng đây chỉ là vết thương bình thường. Tuy nhiên mỗi lần đến lúc nửa đêm, luôn có một bóng đen đến bên cạnh giường của Yong-hu, cố gắng xâm nhập vào cơ thể của anh. Lúc này miệng vết thương trên tay sẽ lại nứt ra và chảy máu. Bóng đen như thể sợ hãi chuyện này nên đã chạy mất dép. Mấy ngày sau đó đều lặp đi lặp lại như vậy, vết thương mãi vẫn không lành, khiến cho trạng thái tinh thần của Yong-hu cũng ngày càng trở nên tồi tệ. Phía bệnh viện cũng không tra ra được là nguyên nhân vì sao. Quá đỗi bất lực, anh quyết định tìm đến cô cháu gái mà anh tài xế luôn nhắc đến suốt dọc đường đi. Cháu gái của tài xế đã gặp phải một sự việc tâm linh khi còn nhỏ, từ đó mắt của cô đã bị mù, nhưng mặc dù không nhìn thấy sự vật gì, nhưng cô lại có khả năng nhìn thấy ma quỷ và những thứ siêu nhiên khác. Cô phù thủy nhỏ nói rằng đằng sau anh là cả một đám yêu ma quỷ quái, bởi vì lòng dạ độc ác của bản thân mà anh đã thu hút rất nhiều những linh hồn xấu xa, mà giọng nói thường xuất hiện trong đầu anh chính là tiếng nói của những linh hồn đó. May mà có chiếc nhẫn đeo trên ngực, chứ không thì anh cũng xong đời rồi. Và vết thương trong lòng bàn tay của Yong-hu dường như có rất nhiều nguồn gốc, bởi vì chính nó là thứ xua đuổi tà ma. Cô phù thủy nhỏ nhận được dấu hiệu hình thánh giá thông qua bói toán. Cô nói với anh rằng phía nam nhà anh có một cây thánh giá, đúng lúc nửa đêm đi đến đó sẽ có người giúp đỡ anh. Nghe theo chỉ dẫn của cô bé, Yong-hu đi đến nơi có cây thánh giá, chính là một nhà thờ. Nhưng không đợi anh tiến vào trong, bên ngoài một số lượng lớn quạ đen đã bắt đầu tấn công Yong-hu một cách điên cuồng. Anh vội chui vào trong xe để tránh bị chúng tấn công. Lúc này hai linh mục một già một trẻ đang thực hiện màn trừ tà bên trong nhà thờ. Người lớn tuổi gọi là linh mục En, người nhỏ tuổi gọi là linh mục Choi. Dưới sự phối hợp của hai người, lễ trừ tà đã diễn ra một cách rất thuận lợi, dùng nước thánh, thánh thư và thánh giá để khiến cho ma quỷ đau đớn không thôi. Nhưng khi kẻ bị nhập hồn thoát khỏi xiềng xích, cả hai người đã hoàn toàn thất bại. Các cuộc tấn công vật lý của kẻ bị nhập hồn khiến họ không còn sức chống trả. Linh mục Choi lần đầu tiên tham gia lễ trừ tà kiểu này, lại càng bị nguyên hình thật sự của ma quỷ dọa cho sợ bay màu, bỏ rơi linh mục En rồi chạy trốn một mình. Hai người đều không phải đối thủ của nó, huống chi là một mình linh mục En. Đúng vào lúc linh mục En sắp bị kẻ nhập hồn siết cổ đến chết, Yong-hu đã kịp thời xông đến. Danh hiệu nhà vô địch kickboxing thế giới quả là danh bất hư truyền. Đòn tấn công vật lý mà kẻ nhập hồn vừa nãy còn vô cùng tự hào, dưới tay của Yong-hu thì căn bản không đáng nhắc đến. Hơn nữa máu từ vết thương trên tay của Yong-hu có một tác dụng vô cùng kỳ diệu, trực tiếp đốt cháy kẻ nhập hồn, khiến hắn phát ra một tiếng gầm vô cùng đau đớn. Linh mục En thấy vậy lập tức dùng nước thánh tưới lên đám lửa. Qua vài chiêu thức, con quỷ đã bị ngọn lửa diệt quỷ đốt thành tro tàn, nhưng cơ thể người bị nhập vẫn bình an vô sự. Sau đó linh mục En nói với Yong-hu rằng vết thương trên tay anh chính là một dấu thánh, đó giống như là vết sẹo trên tay Chúa Giê-xu khi ngài bị đóng đinh, nó sẽ xuất hiện thường xuyên đối với những tín đồ có niềm tin sâu sắc. Yong-hu đối với Chúa chỉ có lòng thù hận mà sao giờ lại biến thành niềm tin sâu sắc chứ.
anh lại nghe thấy ác linh dục anh hại linh mục. Ông ta đã niệm kinh để cậu ấy bình tĩnh lại. Sau đó, linh mục En sau khi biết được tình hình của Yong-hu, ông đã vào phòng ngủ cầu nguyện cho anh. Trước khi đi, ông còn đặt cây thánh giá của mình lên đầu giường và nói với Yong-hu rằng có thể đến tìm ông bất cứ lúc nào. Khi linh mục En trở về nơi ở của mình, ông thấy linh mục Choi đang xấu hổ đứng đợi ông. Ông không hề trách anh ta, nói rằng tất cả đều là sự sắp xếp của Chúa. Đêm nay, dưới sự ban phước của linh mục En và sự bảo vệ của cây thánh giá của ông, cuối cùng Yong-hu cũng có được giấc ngủ yên bình đã mất từ rất lâu trước đó. Nhưng ngày hôm sau, khi anh nhìn thấy cây thánh giá, phản ứng đầu tiên chính là vô cùng phẫn nộ, dứt khoát vứt nó vào trong bồn cầu. Đúng vào lúc định xả nước bỏ nó đi thì anh lại đưa tay nhặt nó lên. Sau khi kỳ cọ sạch sẽ một hồi, anh đến nhà thờ nghe ngóng để tìm ra địa chỉ của linh mục En, rồi sau đó lén lút trả lại cho ông cây thánh giá. Nhưng linh mục En cũng hoàn toàn không phải là một linh mục bình thường. Anh được trụ sở Vatican cử đến tìm kiếm vị thế lực đen tối. Ông đang báo cáo với giáo hoàng rằng hắn ta đang ở Hàn Quốc qua điện thoại. Trong khi đó, tại một quán bar, chủ quán bar Jisin này đang bị băng nhóm xã hội đen đe dọa. Lão đại của nhóm xã hội đen uy hiếp Jisin rằng nếu như không cần bọn họ bảo kê cho quán bar này thì bọn họ sẽ không dám đảm bảo sự an toàn cho quán bar. Jisin lại dùng một chiếc nhẫn đen đâm thẳng vào lòng bàn tay, dùng máu vẽ hình một con rắn, đôi mắt lóe lên ánh đỏ, trên mặt cũng hiện những lớp vảy. Anh ta sau khi nhận được lời cảnh cáo đã nói với tên kia rằng đối tác của hắn ta đang có một khoản nợ cờ bạc khổng lồ và đang chuẩn bị cuỗm tiền chạy mất. Tên kia nghe thấy những lời này lập tức đưa người quay ngược lại tóm lấy đối tác của mình. Sau một hồi đày đọa đã dứt khoát tiêu diệt đối tác làm ăn của mình, mà Jisin chính là người đã sát hại cha của Yong-hu năm đó. 20 năm trôi qua rồi mà vẫn trẻ như vậy. Anh ta đi đến trước một bàn thờ dưới tầng hầm của quán bar và cầu nguyện với quỷ Satan, chỉ dùng một câu thần chú đã tiễn tên xã hội đen kia về chầu ông vải, sau đó đem linh hồn của anh ta hiến tế cho quỷ Satan. Jisin đã sử dụng phương thức liên tục hiến tế linh hồn này để kéo dài tuổi thọ trẻ mãi không già từ chỗ quỷ Satan. Thế lực đen tối mà linh mục En đang tìm kiếm chính là Jisin. Bên này thì sau khi Yong-hu trả lại cây thánh giá thì lũ yêu lại đến quấy nhiễu anh, không còn cách nào, anh lại một lần nữa đến nhờ sự giúp đỡ của linh mục En. Linh mục En đưa cho anh một thứ đã được Đức Thánh Cha ban phép lành, có thể giúp anh an toàn khỏi những linh hồn ma quỷ. Thứ đồ này có khi dùng tiền cũng không thể mua được. Để cảm ơn, anh đã lái xe chở linh mục En đến nhà một gia đình để trừ tà, bởi vì lần trước linh mục Choi đã có ám ảnh tâm lý nên tạm thời không thể tham gia cùng. Linh mục En chỉ có thể đến đây một mình. Yong-hu nhìn theo bóng dáng của linh mục En, lại một lần nữa nhớ đến cha của mình, nhớ đến những lời ông đã từng nói. Anh cũng rất biết ơn linh mục En đã giúp đỡ nên đã đi theo ông. Người bị hồn nhập là một cô gái trẻ. Linh mục En dùng đủ các loại trang bị của mình thử nghiệm hết một lượt nhưng vẫn không thể tìm thấy dấu hiệu bị quỷ ám. Nhưng linh mục En trải nghiệm nhiều kiến thức thâm sâu, nghĩ đến những con quỷ đang cuộn tròn giấu mình bên trong để làm như chúng không hề chiếm hữu cơ thể con người. Thế là hai người hợp tác, Yong-hu xông đến giữ chặt lấy cô gái và linh mục En đổ chai nước thánh vào miệng. Lúc này ma quỷ cuối cùng cũng đã chịu lộ diện và hạ gục linh mục En từ trên không. Yong-hu thấy vậy lập tức xông đến nhưng lại bị linh hồn ma quỷ đẩy ngã từ trên trần nhà xuống mặt đất. Nó còn không ngừng thì thầm bên tai của anh, nói rằng năm đó chính là nó đã nhập vào cơ thể của Jisin và cắn chết cha của anh. Những lời này khiến Yong-hu hoàn toàn mất khống chế, nổi điên túm chặt lấy cổ cô gái. Nếu không phải linh mục En kịp thời ngăn anh lại, có lẽ cô gái bị nhập hồn kia suýt chút nữa thì bay màu. Yong-hu sau khi bình tĩnh lại đã lợi dụng vết sẹo thánh trong lòng bàn tay mình, hợp tác với linh mục En để đốt con quỷ bên trong cơ thể cô gái thành tro bụi. Bên này mắt của Jisin thì bị chảy máu. Linh mục En cũng đã cảm nhận được chuyện này có liên quan đến thế lực đen tối. Yong-hu cũng thắc mắc là tại sao tay anh lại có vết sẹo thánh. Hai lần ra tay trừ tà của Yong-hu khiến linh mục En cảm thấy không phải Yong-hu không tin vào Chúa mà bởi vì cậu ấy đã tin quá nhiều nên đâm ra ghét Chúa. Xong việc, hai người hỏi cô gái vừa được giải cứu đã tiếp xúc với những ai. Còn chưa đợi cô gái kịp trả lời, từ mắt cô đã chảy ra hai dòng máu. Hóa ra Jisin bên này đã dùng con rối bắt đầu làm phép nhằm giết người diệt khẩu, đồng thời coi đó là vật tế để hiến tế cho quỷ Santa. May mà linh mục En có tay nghề cao hơn một bậc. Jisin không những không thành công, con rối mà anh ta dùng để điều khiển cô gái cũng bị đốt cháy bởi phản ứng dữ dội. Mặc dù đã cứu được cô gái nhưng cô ta đã bị dọa cho sợ vỡ mật. Hai người chỉ có thể hẹn ngày khác quay lại. Sau khi trở về, hai người ăn một bữa ra trò, uống chút rượu và ăn thịt xiên. Quan hệ cũng ngày càng trở nên thân thiết, cảm giác như tình bạn của những ông lão tuổi xế chiều. Bên này Jisin biết được rằng linh mục En đã ngắm chúng mình, đã thông qua phương thức hiến tế nhận được gợi ý từ quỷ Satan và nhìn thấy những cảnh tượng chưa từng xảy ra. Anh ta theo lời chỉ dẫn đã tìm đến cậu bé hay bị các bạn bắt nạt ở trường giáo dưỡng và dùng thủ đoạn mê hoặc để khiến cậu bé tự nguyện để quỷ nhập. Sau đó anh ta cải trang thành bộ dạng mệt mỏi nhợt nhạt tìm đến Yong-hu đang trên đường trở về nhà. Hắn nói dối rằng mình chính là linh mục Choi người đã bị dọa bỏ đi vài ngày trước. Yong-hu không nhìn thấy khuôn mặt của anh nhưng dáng người thì có vẻ trùng khớp. Cậu ta nói thêm là cũng có vết thương tương tự trên tay. Ngày mai linh mục En chắc chắn sẽ cầu cứu và khuyên anh không được đi. Trong khi đó bên trong trường giáo dưỡng, các sơ vẫn đang đọc kinh để trấn áp cậu bé bị quỷ ám. Ngày hôm sau linh mục En nhận được thông báo đã lập tức gọi điện cho Yong-hu. Yong-hu bị tên kia lừa nên đã không nghe điện thoại của ông. Linh mục En chỉ có thể đến đó một mình. Sau khi đến nơi, chỉ 2-3 chiêu đã chế ngự được cậu bé, dùng chiếc nhẫn bức cung con quỷ bên trong cơ thể nói ra tên của nó, sau đó đã thành công diệt trừ được con quỷ này. Đúng vào lúc mọi người mừng rỡ tưởng mọi chuyện đã thành công, cậu bé đột nhiên hét lên một tiếng chói tai. Hóa ra cậu bé không phải chỉ bị một con quỷ nhập vào cơ thể, mà là có tới 666 con quỷ đang bên trong cơ thể cậu, không nghi ngờ gì chính là thuộc hạ của quỷ Santa. Mặc dù cậu bé không khó đối phó như những người trưởng thành, nhưng linh mục En không thể chế ngự được 666 con quỷ. Rất nhanh ông đã kiệt sức và bị cậu bé đánh cho sấp mặt. Một nữ tu đã kịp thời ra tay cứu ông bằng một cây thánh giá, nhưng rất nhanh nữ tu cũng đã bị rơi vào cảnh nguy hiểm. Đúng lúc này, Yong-hu sau khi suy xét thấu đáo đã kịp thời xuất hiện giải cứu hai người. Anh lại dùng thánh tích trên tay để sử
xử lý con quỷ một lần nữa, đồng thời dùng nước thánh để đổ lên đám lửa. Ngọn lửa diệt quỷ được đốt cháy bay vút lên trời và tất cả yêu ma cũng bị đuổi ra ngoài. Kế hoạch thất bại, Jixin không hề cam tâm, anh ta làm phép để khống chế một con chó hung ác, chạy đến trường giáo dưỡng và ngoạm cho cậu bé phải đóng hòm, đồng thời đã dùng tâm hồn trong sáng của cậu để hiến tế và nhận được một chiếc răng nanh quỷ sa tăng ban tặng. Lúc này linh mục En và Yong Hu cũng đã nhận được tin tức cậu bé đã bị hại. Khi linh mục En đang cầu nguyện cho sự cứu rỗi của cậu bé, đèn đột nhiên bắt đầu nhấp nháy. Sau đó Yong Hu nhìn thấy Jixin xuất hiện ở nơi này, anh lập tức đuổi theo không rời, kết quả đã mắc phải bẫy điệu hổ ly sơn của hắn. Đợi đến khi chạy được một vòng, anh mới nhận ra điều này, linh mục En đã bị Jixin dùng răng nanh đe dọa bắt giữ làm con tin. Jixin đã lợi dụng tính mạng của linh mục En để đe dọa anh, yêu cầu anh thề rằng sẽ từ chối món quà của chúa và từ bỏ thánh tích trên tay mình. Yong Hu chỉ có thể nghe theo anh ta. Lúc này linh mục En đã thầm cầu nguyện lần cuối cho Yong Hu, sau đó tự tay đâm chiếc răng nanh vào cổ mình. Nhìn thấy con tin đã không còn tác dụng, anh ta đã lặng lẽ trốn đi. Yong Hu vội vàng đưa linh mục En quay trở lại nhà thờ và cùng với linh mục Choi đang sống ở đây sắp xếp ổn thỏa cho linh mục En. Để cứu lấy linh mục En, anh quyết định một mình đi diệt trừ thế lực đen tối Jixin. Trước khi đi, linh mục En đã trao cho Yong Hu chiếc nhẫn trừ tà chưa từng rời xa mình phút giây nào. Linh mục Choi cũng đã tặng cho anh chiếc áo choàng đã từng được giáo hoàng ban phước cho mà linh mục En đã tặng cho anh ta. Sau đó Yong Hu đứng trước gương rồi mặc chiếc áo choàng đã được giáo hoàng ban phước cho, nhận lấy toàn bộ trang bị của linh mục En để lại, rồi xuất phát cùng với chiếc xe yêu thích của mình. Anh đi đến nhà cô gái đã từng được mình cứu sống, tra hỏi về hang ổ của thế lực đen tối. Lúc này khi Jixin đang làm phép khiến cho tất cả thuộc hạ của anh ta đều bị quỷ ám, sau khi Yong Hu đuổi đến nơi, anh gặp phải sự cản trở của đám thuộc hạ này. Nhưng Yong Hu có kỹ năng chiến đấu của một nhà vô địch thế giới, lại thêm sức mạnh của thánh tích trên tay và nước thánh, chỉ một trường đã nhanh chóng đốt cháy những con quỷ này. Jixin bắt đầu có linh cảm xấu nên đã cầu xin quỷ sa tăng giúp đỡ. Quỷ sa tăng bảo anh hãy dùng răng nanh đâm vào tim của mình, dù sao cũng phải chết. Jixin quyết định lựa chọn tin tưởng quỷ sa tăng, anh ta chủ động đâm răng nanh vào tim rồi rơi vào vực sâu hiến tế. Khi Yong Hu đuổi đến nơi trùng hợp nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ một lúc sau Jixin lại trèo ra khỏi tế đàn, nhưng lúc này anh ta đã bị sa tăng biến thành quái vật rắn, sức chiến đấu tăng lên gấp bội. Hai người lập tức lao vào chiến đấu, tuy nhiên sau sự đột biến của Jixin, thánh tích trên tay của Yong Hu đã mất đi tác dụng đối với anh ta. Sau khi mất đi ưu thế mạnh nhất này, Yong Hu rất nhanh đã bị Jixin khống chế, thậm chí anh ta còn dùng chiếc răng nanh trong miệng để đánh lén Yong Hu. Độc tố nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ cơ thể của Yong Hu, anh dần chìm vào trong bóng tối. Lúc này trong bóng tối chợt lóe lên một tia sáng, cha của Yong Hu bỗng từ bên trong bước ra. Yong Hu lại một lần nữa mừng rỡ đến bật khóc khi gặp lại cha của mình. Cha anh đã giữ lời hứa và sẽ luôn ở bên cạnh anh. Sau đó, cha anh đã tiếp thêm sức mạnh vào vết thánh tích ở trên tay. Khi Yong Hu tỉnh dậy, ngọn lửa trong tay đã bùng cháy dữ dội. Sau đó hai người lao vào chạm nhau. Lần này ngọn lửa diệt trừ yêu ma của Yong Hu đã có thể làm tổn thương đến Jixin. Cả hai đều ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại. Để đảo ngược tình thế, Yong Hu đã lấy chiếc nhẫn của linh mục En ra và giữ nó trong lòng bàn tay. Thánh tích bị xuyên thủng và máu chảy ra, điều này làm tăng đáng kể sức mạnh của ngọn lửa diệt quỷ trong tay anh ta. Trong trận đối đầu cuối cùng, chỉ một cú đấm khiến thế lực đen tối Jixin bị thương nặng, sau đó nhổ chiếc răng nanh trong trái tim hắn ta ra và đốt nó thành tro bằng ngọn lửa hủy diệt. Thế lực đen tối Jixin hoàn toàn bị tiêu diệt. Chính vào lúc Yong Hu chuẩn bị rời khỏi, quỷ sa tăng với vô số bàn tay đã xuất hiện và lôi xác Jixin về địa ngục. Thế lực đen tối bị tiêu diệt, răng nanh đã bị hủy, linh mục En cũng đã qua cơn nguy kịch và hồi phục trở lại. Sau tai họa lần này, hai người một già một trẻ ôm chặt lấy nhau. Linh mục En đã bình an trở về Rome. Trong thư của mình, ông đã cổ vũ linh mục Choi sẽ trở thành một nhà trừ tà xuất sắc và tặng lại cho anh ta cây thánh giá của mình. Tập phim đến đây là kết thúc. Mình hy vọng mọi người sẽ thích tập phim hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở các tập phim tiếp theo nha.